Muốn chụp đâu chụp, trọng tài nam dám nói gì đâu. Trời đất ơi, bóng trụ luôn. Vào bên này. Trọng tài chưa thổi đá đi. Đi đúng luật với trời. Ủa nhớ trên đi đá mà ta. Ông sẽ thông bô luôn, ông sẽ thông bô luôn. Ông sẽ thông bô luôn. Đừng đứng trước mặt thủ môn. Đứng đứng sao cần giật vô. Chạc số dạy rồi. Vô rồi. Mà chưa kịp coi cái đó. Thấy chúng có vẻ chúng xước là tính vô đó. Để mai coi lại camera coi. Trọng tài đứng ngay đó không thấy mà. Nãy không có nhìn kịp. Anh quay à? Ờ. Đó là đầu tiên kẹp vào bánh đâu rồi. Hay quá chị ơi. Hay quá. Đó kẹp bánh lần thứ hai. Tốt chị ơi. Đưa ra. Đây đó là cũng được bay chính đó chứ không đùa đâu. Sao thấy mặt lạ lạ không vậy ta? Toàn người mới. Quá hay. Sắp hết giờ rồi, lên đi Na ơi. Bây giờ cần gì nữa, có ai xuống đây đâu. À. Thay đỏ đi. Chắc mới bữa coi Maradona ghi bàn nè. Trọng tài bắt thẻ rồi. Năm nay thiếu nhiều cầu thủ mạnh quá ha. Từ từ, từ từ, từ từ. Đá lại đi. Tranh thủ thủ môn không để ý suốt đâu. Nhắm thẳng luôn đây. Vui ơi, vui vô. Ủa râu ra rồi hả? Râu ra rồi. Râu ra rồi. Mấy phút rồi đó mày.
quá. Phá luôn, phá luôn. Đâu tính đâu, cũng bông quăng vô rồi. Bên kia cũng cho coi ngại. Bên đây bỏ đi. Không qua mà tại sao lại vỗ tay dữ vậy ta? Vỗ tay cái người phá banh. Vỗ tay phá banh mà. Này với sát không thành mới vô nổi. Không đeo rồi. Anh bay đánh đầu như Ronaldo vậy. Ủa vậy hả? Thật ra là trái banh trúng cái đầu. Thấy cũng chủ động mà, chủ động chọt đầu vô. Nãy giờ chị Phương xài chưa hết sức mà. Hay quá. Kết thúc một điều quá. Thấy đừng có lừa lừa cho anh ai chứ. Đó mày. Đi banh hay quá. Con đâu gặp Messi rồi. Vô cái nữa, cái nữa. Amanda đi banh được. Đi đi đâu rồi? Đi đi. Hay quá vậy. Cái nữa. Vô rồi. Vô rồi, vô rồi. Hay quá. Đá ngay góc quá đẹp luôn. Sao vô tỉnh bơ vậy? Amanda đá hay quá. Đi banh được mà sút cũng hay. Sút cái đó vừa qua lỗ luôn, quá đẹp luôn. Xét góc luôn. Đã sử dụng công nghệ của đó. Chắp trái rưỡi đúng rồi. Chắp trái rưỡi là vô rồi. Đội cam dồn hết bên kia luôn. Chị Phương chạy lên luôn, tấn công luôn. 5 phút nữa. Hay quá vậy.
Hay quá. Sở tướng. Ghi đá luôn chân trái như Amanda là vô rồi đúng không? Nãy Amanda ghi bàn chân trái luôn. Mình lỡ nghe nực thiệt chứ. Mày là chị nhờ chứ không phải chị là. Ôi trời. Ôi sao tiếp đi. Sốt luôn. Tại là cái vô xếp kia đứng đó. Hay quá. Sốt luôn. Hay quá. Ồ, cũng môn hay quá. Hay vậy? Sốt luôn. Rồi. Hung môn hay quá, quay người. Hung chết hung môn chụp hay vậy trời. Tưởng tượng nó chạy nó quay vô lại cuối cùng nó chưa quay vô. Hung môn bay người xuống, may người đỡ. Chế đó nhảy góc rồi. Bay nó dài lắm chị ơi. Bay nó dài luôn. Rồi, hay quá mình ơi. Rồi, chút. Ôi trời. Ngủ lén. Candy lặn xuống quá lợi hại. Candy đột nhiên xuất hiện bên kia. Né thành công rồi. Mình cũng né thành công. Số 3 lắc đầu cái vô quân rồi. Lại cái lắc đầu. Cái đó phải móc ngược. Số luôn. Trời ơi. Quá chừng. Đuối rồi. Nó tài mất chết không? Nữ đó mà. Hay quá. Sớm lắm. Ôi trời. Không sốt đó mà lỡ ra ngoài á. Rồi xong. Con Na cũng trâu vậy. Nãy giờ chơi thay. Chị ra đây kìa. Coi nhảy chiến nhiều khi không bao giờ mà chuyền tới đâu. Thôi chuyền con sợ không tới mà tới sợ chậm cũng được. Khó vậy. Này với gần nó skill chuyền thôi cũng ngon lắm. Không. Một đứa biết xuống, một đứa biết chuyền được rồi. Nguyên nữa hình với gần hai đứa vậy thôi. Không cần đâu, chỉ cần một mình Ada thôi. Thật là vừa biết dẫn banh vừa biết sút vậy thôi. Ada cho một team nào đó. Team nào? Thách Bình.
một công ty đó. Hết bình.